오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후 무작정 어딘가 향하는 발걸음. Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người tới với kênh YouTube của Phan Nữ Uyên Nhi, một kênh chuyên về sống khỏe, tăng chiều cao và giảm cân. Video ngày hôm nay sẽ là một tip về sống khỏe giúp cho chị em phụ nữ chúng ta sẽ tốt hơn, đẹp hơn trong năm 2024. Thì các bạn để ý đi, khi chúng ta có cái ngoại hình tốt hơn thì chúng ta sẽ có sự tự tin và năng lượng để làm được rất là nhiều việc. Giống như mình gần đây cũng vậy, mình có cái ngoại hình tốt hơn một chút so với năm 2023 thì mình mới tự tin để mình quay trở lại làm YouTube và làm rất nhiều công việc khác. Cho nên là mình cảm thấy là khi chúng ta có cái ngoại hình tốt hơn một chút thì chúng ta sẽ có được là sự tự tin, năng lượng để làm rất nhiều việc, cũng như là có được cái cơ hội để chúng ta lựa chọn những cái công việc cũng như là người bạn đời tốt hơn trong cuộc sống. Đó là một cái yếu tố mà cũng rất là lớn để chúng ta có thể có được nhiều cái cơ hội hơn thôi, chứ ngoài ra còn nhiều cái yếu tố khác nữa mình không có bàn tới nha. Thì mình đã trải qua một cái thời kỳ khá là khó khăn đối với mình trong năm 2023, vì mình phải cân bằng rất là nhiều thứ khi mình có ba đứa con. Và sự thay đổi ở cái lứa tuổi này, ở cái lứa tuổi mà hơn 30 tuổi á, thì nó khó khăn hơn cho mình, vì mình không có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân nè. Mình cũng không có quá nhiều tài chính cho bản thân của mình, vì mình phải dành thời gian và tài chính cho ba đứa con của mình nữa. Cho nên là những cái bạn mà không có quá giỏi cái việc make up, sửa soạn bản thân giống như Nhi này, và cũng không có nhiều thời gian, không có nhiều tài chính á, thì các bạn hãy để ý tới những cái tips mà Nhi chia sẻ tới đây, để mọi người có cái ngoại hình tốt hơn mà không tốn quá nhiều chi phí và thời gian nha. Như mình đây thì mình không có đổi mỹ phẩm thường xuyên, son thì có vài cây, mỹ phẩm thì mình chỉ dùng những cái sản phẩm rất là lành tính và cũng không có quá mắc tiền luôn. Cho nên là mình cảm thấy là cái việc mà đầu tư cho sắc đẹp của mình á, nó không có quá nhiều trong cái việc mà mình mua sản phẩm, mà mình chỉ đầu tư vào những cái tip mà mình sẽ chia sẻ tiếp đây thôi. Đó chính là mình lựa chọn những sản phẩm thông minh, phù hợp và an toàn lành tính. Ngoài ra thì mình kết hợp với cái lối sống lành mạnh của mình. Thì bây giờ mình sẽ đi vào video chính ngày hôm nay nha. Trong bản đồ mà để chúng ta nâng cấp bản thân thì có 3 yếu tố quan trọng, đó chính là tóc, da và tư thế. Khi mà mọi người thấy một cô gái đẹp đi qua, điều đầu tiên mọi người để ý là gì? Mình thì mình để ý là tóc của bạn đó có dài ngắn gì cũng được, nhưng mà có xu mượt vào nếp hay không này. Cái thứ hai mình để ý tới da, da căng bóng thì mình sẽ có một cái phần gì đó mình ngưỡng mộ, đúng không? Và cái cuối cùng là tư thế nha. Mình không có kể tới gầy hay là mũm mĩm, nhưng mà cái tư thế kiểu là người ta thần thái, người ta tự tin á, là rất là quan trọng. Cho nên ba yếu tố này thì chúng ta sẽ cải thiện như thế nào? Cái tóc là cái mà khó che giấu nhiều nhất nha. Kiểu như là da chúng ta có thể dùng khẩu trang hay là chúng ta có thể trang điểm được, đúng không? Và vóc dáng thì chúng ta có thể phối đồ hay là chúng ta có thể sử dụng những cái bộ đồ chúng ta che khuyết điểm của mình. Nhưng mà tóc thì chúng ta rất khó che khuyết điểm. Có thể là đội mũ nè, nhưng mà đội mũ thì cũng rất là khó chịu và không phải khi nào chúng ta có thể đội mũ được. Cột tóc hay là làm các kiểu khác nhau thì cũng mất quá nhiều thời gian, đúng không mọi người? Cho nên là với mình thì mình luôn cố gắng là dưỡng tóc sao cho mềm, mượt và vào nếp. Thực ra mình nói ở đây là mình có cái cơ địa tóc gọi là tóc rễ tre, mà người tóc rất là khô, sơ và rất là nhiều gầu. Và sau sinh thì cái vấn đề này nó càng trở nên trầm trọng và nghiêm trọng hơn rất là nhiều mọi người ạ. Mình bị gầu, thậm chí là nấm da đầu nha. Rồi sau đó tóc mình bị rụng rất là nhiều, hầu như là sau sinh ai cũng bị rụng tóc hết. Đó, và mình cảm thấy là gần như là bị trầm cảm luôn. Tại vì các bạn mà trải qua cái vấn đề mà bị gầu, bị ngứa rồi, mọi người sẽ thấy mọi người không có ngủ được, và tất cả mọi thứ ở trong nhà mình giống như là giường nệm, quần áo thì nó sẽ rơi gầu, vương vãi gầu tùm lum tùm la hết á. Và mình sẽ cảm thấy là rất là khó chịu bản thân mình, vì khi nào cái đầu mình cũng ngứa ngáy khó chịu, mặc dù là mới gội luôn á mọi người. Thật sự là Nhi không có thời gian để mà Nhi dưỡng da, dưỡng tóc quá nhiều bước, và Nhi chỉ biết là chú trọng vào cái lối sống lành mạnh của mình thôi, vì đó là cốt lõi. Và cái thứ hai nữa là phải sử dụng những sản phẩm an toàn lành tính mà không có quá nhiều bước, cứ bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5 là Nhi chịu, Nhi không làm được. Cho nên đó là Nhi đã trở lại sử dụng một cái sản phẩm gần đây mà Nhi rất là tâm đắc mọi người ơi. Thú thật đó là Nhi là du học sinh nha, nhưng mà Nhi cứ về Việt Nam là Nhi chạy đi để mua dầu gội dược liệu Thái Dương để mà Nhi mang sang Úc để Nhi dùng hồi xưa á.
Tại vì Nhi không có hợp bất kỳ một cái dầu gội nào ở bên Úc cả, cũng như là những cái brand nước ngoài nào cả. Và Nhi cảm thấy cái việc là Nhi hơi bị xính ngoại mọi người. Nhưng mà thực chất á, thì Nhi cảm thấy những cái sản phẩm Việt Nam nó rất là tốt, cho nên là Nhi đã quay trở lại sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương gần đây. Tại vì là Nhi đang cho con bú, Nhi cần những cái sản phẩm an toàn, lành tính, và thực sự là nó không có quá nhiều bước, chỉ một cái sản phẩm dầu gội thôi mà nó mềm mượt tóc và nó không bị gầu mọi người ơi. Trời ơi, Nhi phải nói là nó rất rất đỉnh. Mọi người tin Nhi đi, nó rất đỉnh nha. Tại vì một gội một lần, sau một lần gội thôi á, là Nhi cảm thấy tóc nó thay đổi rồi. Đó, mọi người thấy biểu cảm gì của Nhi không? Thật sự là như vậy luôn á. Tại vì Nhi gội đầu á, là Nhi gội phải gội đầu xong dầu xả rồi dầu ủ, nó mới đỡ được, nó mới tơi tơi tóc được. Nhưng mà ngày hôm sau là nó vẫn gào nha. Nhưng mà chỉ cần một cái loại dầu gội này thôi, Nhi chỉ cần gội 2 lần thôi thì tóc nó tơi, nó mềm, và thậm chí tới ngày thứ 3, thứ 4 Nhi còn không thấy gào nữa mọi người. Cho nên là nó phù hợp với mạng điểm như Nhi rất là nhiều luôn. Nhi vẫn có thể để cái đầu một tuần mà vẫn nó rất là ok luôn á mọi người. Đây, bây giờ thì Nhi sẽ nói rõ hơn về cái sản phẩm này nhiều hơn cho mọi người biết nha. Đây là dầu gội Nhi dùng gần đây, nâng cấp từ dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Plus lên 7 Plus Gold, đã tốt này còn tốt hơn. Kết hợp 8 loại thảo dược tự nhiên gồm bồ kết, hương nhu, tan bạch bì, núc nát, hoa cúc la mã, trong đó bổ sung chanh tươi, vỏ bưởi và gạo lứt, tăng gấp đôi công dụng chăm sóc tóc và da đầu cho bạn mái tóc sạch gò, sạch ngứa. Bao bì mới trẻ trung, hiện đại, bắt mắt và năng động, dễ sử dụng và kiểm soát lượng dầu gội lấy ra do có vòi bơm linh hoạt. Dung tích tăng đến 500ml, giá thành thì không đổi. Sản phẩm được đúc kết từ kinh nghiệm nghiên cứu trong suốt 2-3 năm hình thành phát triển của sao Thái Dương. Mỗi lần gội đầu như vậy, Nhi chỉ tốn từ 5-10 phút để gội 2 lần. Vậy là xong, không cần thêm một bước gì cả. Đây giống như là một vị cứu tinh của mình đó mọi người. Tại vì mình rất quay cuồng với cuộc sống 2-3 đứa con đó mọi người. Nếu mọi người có 2-3 đứa con, mọi người sẽ hiểu là không có ông bà, không có giúp việc thì mình sẽ bận rộn như thế nào. Nhưng mà may mắn là mình tìm được một sản phẩm mà nó vừa an toàn, lành tính, tốt, tiện lợi, không có quá lỉnh kỉnh phải gội xong rồi xả rồi ủ. Chỉ cần một bước thôi, gội 2 lần. Đó, một tuần mình gội từ 1-2 lần nữa thì nó sẽ mềm mượt tóc, cứ gội ra rồi sấy là tóc bồng bềnh giống như ở salon luôn mọi người. Đó, trước đây thì mình cứ tự ti đi đâu cũng đội mũ nè, rồi cột hết tóc lên nhưng mà vẫn lộ gào như mọi người, tự ti lắm luôn á. Nhưng mà nhờ mình sử dụng sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold này á thì tóc của mình nó đã cải thiện và thậm chí nó còn mọc tóc con rất nhiều mọi người. Mọc lũa chũa luôn mọi người ơi. Đây, tóc gốc của mình luôn mọi người nha. Mình chưa có xử lý hóa chất ở đây này. Hồi xưa thì mình có đi uống sơ ở cái đuôi này này, sau khi sinh xong để cho nó tóc nó bào nếp mọi người. Nhưng mà nó không có cải thiện được cái gì cả. Tại vì cơ bản là dầu gội mình sử dụng nó không có phù hợp. Sau đó tóc mình rụng quá, gào quá thì mình mới tìm kiếm sản phẩm này trở lại. Và nó đã giúp cho mình lấy lại sự tự tin chỉ sau 3-4 lần sử dụng thôi đó mọi người. Và có một cái nhược điểm của sản phẩm này mình không thích lắm là nó không có thơm giống như mình mong đợi, kiểu như không phải là cái gu của mình. Nhưng mà cũng được. Thật sự là sau khi sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold này á, mình cảm thấy rất là sốc vì không nghĩ là chỉ cần một sản phẩm mà nó xử lý rất là nhiều vấn đề như vậy. Tại vì trước đây thì mình nghĩ là mỗi sản phẩm nó chỉ kêu một vấn đề thôi, nhưng mà nó ngoài nó giảm cái tình trạng ngứa ngáy gầu ra thì nó còn giúp mọc tóc con nữa. Cho nên là mình lấy lại được cái sự tự tin sau sinh rất là nhiều. Vì hầu hết trẻ phụ nữ sau sinh á, ai cũng gặp vấn đề rụng tóc hết các mọi người. Đó, cho nên á là Nhi rất recommend mọi người thử sản phẩm này nha. Đó, rất đáng để thử luôn á. Thứ hai là về dưỡng da. Nếu mọi người không biết thì Nhi bị viêm da cơ địa từ nhỏ. Thực chất cái chất da của Nhi á, cơ địa thì khá là ổn, nhưng mà Nhi bị viêm da cơ địa và da rất là mỏng manh. Cứ thử một cái sản phẩm gì đó mới á, thì nó sẽ mọc mụn và dị ứng một thời gian, sau đó nó mới ổn định lại được. Cho nên là Nhi không có đổi mỹ phẩm thường xuyên. Cái mà Nhi chú tâm vào nhiều nhất á, là Nhi chú tâm một lối sống lành mạnh nè. Nhi ăn uống khoa học 80%, Nhi uống nước rất là nhiều, khoảng 2 lít 3 lít một ngày, và Nhi tập thể dục để cho da có thể thải độc tố bằng cách hít thở mỗi ngày, rồi tập những động tác nhẹ nhàng. Nhi không có tập quá nhiều nha mọi người, thì Nhi chú tâm vào những cái vấn đề đó nhiều nhất. Ngoài ra thì những cái sản phẩm chi dưỡng á, là sản phẩm cơ bản thôi, rửa mặt nè, toner, serum và cream. Nhi không có dưỡng quá nhiều. Ngoài ra thì mỗi tối Nhi còn đắp mặt nạ nữa. Thì Nhi nghĩ á, là mọi người nên
không nên đổi mỹ phẩm quá nhiều mà hãy đổi những cái thói quen xấu của mọi người, thì nó đã cải thiện cái làn da của mình tới 70% rồi. Giống như cái việc mà chúng ta thay đổi vóc dáng của mình cũng vậy, 70% là nó tới từ cái việc ăn uống lối sống khoa học rồi, chỉ có 30% là chúng ta tác động từ việc tập luyện. Nhi có lý do của mình để Nhi quay trở lại mạng xã hội để Nhi cổ vũ mọi người theo đuổi một lối sống lành mạnh là cốt lõi, tại vì Nhi từng bán mỹ phẩm cho nên Nhi hiểu là có rất nhiều mỹ phẩm ra đời và mình cũng bị cuốn theo cái sở thích là mua mỹ phẩm và xài mỹ phẩm lên mặt của mình. Thì cái việc đó Nhi đã nói là Nhi không có lên án nha, nhưng mà mình nên thay đổi cái lối sống của mình nhiều hơn để mình có cái diện mạo tốt hơn, hơn là mọi người cứ mua sản phẩm này sản phẩm kia không có tác dụng, tốn thời gian tốn tiền bạc đó. Cho nên là cái tip thứ ba nữa là Nhi muốn nói về cải thiện tư thế của mình. Nhi không có bàn tới cái việc mà mình có vóc dáng là gầy hay là mũm mĩm, nhưng mà nếu mọi người có tư thế giống như là mọi người để ý ngồi thẳng nè, đi đứng thẳng thoải mái và có một cái thần thái tốt, khi mà mọi người có một cái sức khỏe tốt từ bên trong á, thì khi nào chúng ta cũng nhìn rất là tràn trề năng lượng, rất là tươi mới mỗi ngày luôn á mọi người. Cho nên là trên kênh của Nhi thì Nhi chỉ chú trọng post những bài dành cho những cái bạn mới hay là bận rộn, ưu tiên những cái bài tập về tư thế và phát triển tăng chiều cao. Tại vì chúng ta có cái xu hướng là mọi người dùng điện thoại hay là máy tính đó, thì mọi người sẽ đưa cái đầu về trước, hay là mọi người có cái tư thế là sẽ cúi về trước khi mà chúng ta sẽ càng lớn tuổi mọi người. Cho nên là Nhi chỉ chú trọng tập những bài tập tăng chiều cao, hỗ trợ tư thế mỗi ngày. Mỗi ngày chỉ 10 phút thôi mọi người, không có quá nhiều, nhưng mà chúng ta có thể cải thiện được cái tình trạng là chúng ta bị gù lưng nè, chúng ta đi không có thẳng nè, người bị lệch nè. Đó, cho nên đó là mọi người hãy chú trọng điều chỉnh lối sống của mình, hãy mỗi ngày chúng ta chỉ cần là thức dậy sớm hơn một chút, khoảng 30 phút để chúng ta có thể giãn cơ, rồi chuẩn bị một số đồ ăn giống như là nước uống, nước ép trái cây, nước ép rau. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay với Nhi và hẹn lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye. Thank you.